cái đó tao quan tâm mình chạy ra tại họ. Còn con thì con bổ mặt có lo tu thôi, tu là con vượt qua cái nỗi sợ nỗi đau của con thôi. Chứ còn họ quan tâm cũng được, mà họ không quan tâm được cũng không có dính líu gì đến con á, tại vì con tu cho nó cho con thân con thôi. Ví dụ sau này mà con tu mà có thành cũng như theo lo gương theo sư phụ á, thì cũng như sư phụ vậy đó. Nghe đi đẹp hơn hả? À. Mà tôi cái tuổi ai mình đi nhưng mà tôi càng tuổi chứ đấy. Tôi đứa mới lên đấy cầu hiền lương à? Đã cầu hiền lương ở là hay, à, cầu hiền lương ở là hay hơn. Nhưng mà có công an thì không sợ. Công an họ vé á. Ý là có công an thì không sợ. Vì là có công an họ vé đường á. Chỗ nào tốt thì chắc có lẽ là gặp thầy bữa chứ lâu bố không có đâu. Thank you.
đi đây đây. Ê, đi kẹt xe rồi. Kẹt xe rồi. Cho em đi ngồi cái giang với. Em lên trên thầy với, em lên trên đầu. Chị ơi, chị gần đây không? Em đi con. Quay thầy trên đầu tiên. Con nhìn thấy chưa? Rồi, chút nữa con lên con nhìn nữa, cái nữa con về nhá. Lên trên đầu con nhìn thấy rồi. Đúng rồi. Nghe nói qua cầu Huyền Lương mà. À, nghe nói. Ý là nghe nói qua cầu Huyền Lương mới nghỉ. Họ vừa nói không nghĩ điểm, không biết sao. Không biết sao không nghỉ. Ờ em cũng không cho. Nghe nói không cho. Chị ơi đánh lo thịt ngươi theo kích lắm. Quá câu Huyền Lương mình. Họ có kích nhưng mà tại sao không cho nhỉ? Chẳng kiểu là họ chờ không an toàn như thế. À. Bên kia họ đã bổ. Chắc bên kia họ bố trí rồi sao? Đúng không? Chắc họ bố trí chỗ chị ngủ rồi. An toàn cho thấy không? À à rồi rồi. Đúng rồi. Không phải là không cho ở nhưng mà giống như thế. Họ nói là ở đấy là họ chưa bổ ăn đâu rồi. À bên kia là công an. Đó. Đúng rồi. Đi tới đâu là công an bố trí mà. Đó. Hôm qua bên kia không vậy? Công an bố trí hết. Ở bên kia là công an là bố trí chỗ cho. Chị cứ chạy trước đi. Chị cứ chạy trước không nó kẹt đấy. Cứ chạy đi. Chạy lên trên đầu tiên quay thầy. Đúng rồi. Có công an cho thầy bố trí hết rồi. Như vậy an toàn cho thầy. Với cái chỗ ở này được yên tâm. Chứ nghe địa vậy cũng thấy tội. Đúng không? Nghe địa vậy cũng thấy tội chứ bộ. Này kia kia nọ. Nhắn rết á. Đúng không? Đấy là nghĩa đi hả? Cái tội nghiệp á. Cũng mấy năm nay đi vậy không? Ngủ nghĩa địa không? Nghĩa địa với nhà hoa. Ngủ nghĩa địa với nhà hoa. Qua cầu Lương là có chỗ sẵn rồi, bố trí hết rồi. Cho mẹ mà vào thử cống cháu. Đúng rồi. Cháu đi cho cống cháu thử. Đúng rồi. Công an là bố trí hết rồi. Tại có như vậy mới dẹp được tử thế. Công an là đứng đứng. Đúng rồi. Ở đây có công an. Đông quá trời, đúng chịu. Đông kẹt cứng. À, đúng rồi đó, lên đây nó thoải mái, chưa được lúa nó khổ quá. Em ngoài Hà Nội. Dạ. Ừ, em Hà Nội. Em lừa bộ này chứ mà, em gặp ai em quấy giang rồi đó. Quấy giang để quay mà, chứ không thì không kịp. Gặp chị thì quấy giang chị, gặp người khác thì quấy giang người khác. À, ô chủ tịch, buôn năm, chắc vào đây quá, đúng không? Đúng không? Chắc họ bố trí trong đây này. Đúng không? À, đây sạch sẽ mát mẻ này. Sạch sẽ mát mẻ đẹp á. Đúng không? Vô trong cái trang cho đâu này, trong chỗ nhà nước luôn. Rồi chị quăng em xuống. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhé. Có cô chị quăng em chị. Rồi rồi, đến đây, để cho thầy đi trước cả ấy. Vô đi ạ.
Ở đây đẹp quá ha, ở đây mát mẻ ha chị ha, chị thấy vừa nó trong nước trang cũng ở đây đây, ở đây mát mẻ đêm á, cái hơi nước bốc lên á, phải đi nguyên ngày mệt, đúng không? Quá ok, đúng, mệt không mệt trong mệt.